Tiếp nối diễn biến mưa lớn rồi tạnh nhanh những ngày trước đây, khu vực thủ đô Hà Nội đón tuần đầu tháng 6 với nền nhiệt tương đối ổn định, ở ngưỡng trung bình cao từ 32 đến 34 độ C, ngày có nắng. Tuy nhiên, thời gian chiều tối và đêm có mưa, mưa rào ở vài nơi. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra dự báo dài kỳ, hình thái thời tiết ngày nắng đêm mưa có thể sẽ duy trì ở khu vực cho tới thời điểm khoảng ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6. Theo đó, nhiều khả năng sẽ có mưa dông tăng cường diện rộng, nền nhiệt trung bình cao có thể giảm nhẹ, ở ngưỡng dao động từ 30 đến 32 độ C.